Xin chào anh chị và các bạn. rất vui là được gặp mọi người trong bài video review về thị trường hôm nay của Finansac và mà chúng ta đã cùng nhau trải qua ngày lễ Noel. À, hôm nay là ngày 25, hôm qua 24 là ngày Noel. Thì cũng nhân dịp Noel này thì mình xin uh, chúc tất cả anh chị các bạn một kỳ nghỉ lễ Noel uh, thật là bình an và hạnh phúc bên uh, người thân và gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại về vận động của thị trường trong giai đoạn ngày lễ Noel này nhé. Về góc độ gọi là nhìn chung chỉ số của vn30 uh, của vn index của giai đoạn tuần lễ vừa rồi thì uh, thật ra thì uh, những cái điều mà chúng ta nhìn nhận trước đây ấy, chúng ta đều đều nói về những câu chuyện về tích lũy này chúng ta nói chuyện câu chuyện về test nền này thật ra nó đều phản ánh hết uh, những cái vận động giá hiện tại về gọi về câu chuyện về mẫu hình gọi về phân tích kỹ thuật thì trong giai đoạn này thì chắc là Uh, nó cũng đang thể hiện ra đúng cái tâm lý của thị trường hiện tại thôi. Đó là chúng ta đang uh, nhìn vào thì chúng ta thấy không không khí lễ đúng không ạ? Không khí uh, gọi là nhà đầu tư đang chơi lễ rồi. Các cái thành viên của thị trường hiện tại là họ đang đang không không có nhiều cái nhu cầu gọi là giao dịch lắm. Ở đây chẳng hạn thì anh chị có thể thấy là cái thanh khoản nó giảm rất là sâu. Và cái nhu cầu giao dịch hiện tại thì cũng không có nhiều. Đó là lý do tại sao mà chỉ số trong nước thì nó cũng biến động rung lắc Điều chỉnh giảm sau đó biến động rung lắc thì cứ thế thôi cứ đi ngang Thế thì ở đây là chúng ta nhìn nhận góc độ thị trường như thế nào và kỳ vọng sắp đến rất làm sao Thì mình sẽ cùng nhìn nhận lại về cái điều kiện và đưa ra cái dự đoán trong giai đoạn của tuần tiếp theo Cũng như là Quan điểm của mình cho năm 2023 à, Liệu là nó có sẽ tốt hay không Thì ở đây mình có đẹp một cái hình ảnh à, Đây là một chuyến tàu lượn Thì À, thật ra là với anh chị mà nhà đầu tư giao dịch thị trường cho năm 2022 ấy, Thì chúng ta đã trải qua cảm giác này rất là rõ nét à, Khi mà lượng tăng lượng giảm Cuối cùng là thị trường nó lại tiếp tục những cái tuyến chuyến tàu lượn như vậy Thế thì kỳ vọng vào năm 2023 liệu là có có những cái biến động mạnh như thế này nữa hay không à, Và qua đó thì chúng ta nhìn về điều kiện của kinh tế Trong giai đoạn tiếp theo sẽ như thế nào thứ ba là chúng ta liệu có kỳ vọng là vn index sẽ quay về lại chu kỳ giảm khi mà thanh khoản nó sụt giảm như hiện tại và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận về cái điều kiện và chiến lược thị trường cho tuần tiếp theo nhé đầu tiên là nhìn về góc độ à, thị trường chung thì kết năm rồi ở đây thì có hai, hai cái thông số thông số là 6 tháng và thông số 1 năm nhìn lại nhìn chung thì cái giao dịch của ngày cuối tuần ấy, nó cũng là một yếu tố mà mình đánh giá là nhìn vào thị trường có vẻ xanh nhưng thật ra đây là những cái trạng thái xanh đỏ đang xen à, trước đó là đỏ thì sau đó là xanh thì cơ bản là hiện tại vận động của thị trường không mang nhiều xu hướng à, cũng không có tiền lên để cho thị trường phục hồi nhưng mà cũng không có lý do để thị trường bán giao giai đoạn này nữa tại vì ai muốn bán thì đã bán hết rồi nhìn lại thì trong 6 tháng trở lại đây ấy. rất tiếc là thị, thị trường Việt Nam thì đứng uh, đứng top 2 về câu chuyện giảm liên quan đến những cái câu chuyện thật ra nhé, à, nếu mà chúng ta nhìn một cách thật sự khách quan thì anh chị sẽ thấy là thật ra thị trường gọi là xấu thì cũng không hẳn là quá xấu đâu 6 tháng trở lại đây đi, thì những cái chỉ số mà giảm mạnh nhất, mà với lý do là điều kiện kinh tế nói chung, ấy, ví dụ là Nasdaq thì giảm khoảng 7% ở Shanghai hay là phía Thượng Hải trong A, Shanghai B, thì giảm nói chung là tầm 10% à, Việt Nam, thị trường Việt Nam đã có sự phục hồi, đáng ghi nhận từ 800 lên khoảng nghìn Thì qua đó chúng ta cũng đã giảm bớt Cái thiệt hại trong khoảng 6 tháng trở lại đây rồi Và cái 6 tháng trở lại đây Thì cái vị thị trường Nga Là bị giảm mạnh nhất Thì cũng liên quan đến cuộc chiến đoạn uh, Cũng đang bị uh, kìm cặp các thứ Nhưng mà với thị trường Việt Nam Thì rõ ràng là người ta nhìn vào đây Các thị trường đều có những câu chuyện riêng Ví dụ như là trong 6 tháng trở lại đây Thì Nasdaq là câu chuyện liên quan đến Chính sách của fed Russia thì liên quan đến chiến tranh Việt Nam thì liên quan đến cấu trúc của trái phiếu của những cái nhóm cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn vừa rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn một năm trở lại đây ấy, thì thật ra là thị trường của chúng ta cũng có một cơ hội là đứng cạnh Nasdaq đúng không ạ? Nasdaq thì là dẫn dắt bởi cái nhóm cổ phiếu công nghệ. Còn với thị trường Việt Nam thì là dẫn dắt, bởi, dẫn dắt bởi hai hai nhóm đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì trong giai đoạn vừa rồi thì rung lắc của thị trường là liên quan đến bất động sản, liên quan đến trái phiếu. Và qua đó thì những cái nhóm cổ phiếu này cũng bị tác động khá là mạnh và mang tính tiêu cực cho thị trường. Trong khi đó thì chỉ số SP500 này cũng giảm 20%. Nhìn chung là điều kiện thị trường hiện tại nó vẫn đang ở trong một giai đoạn là khá là hoay và rung lắc. À, nhìn vào cái góc độ của một năm trở lại đây, hôm nay review được rồi. Thì trong năm trở lại đây thì giá cũng có giảm, có tăng, có giảm, có tăng. Nhưng cơ bản là từ cái vùng của 4.700 về lại vùng 3.800 tức là mất 1.000 điểm tính ra là khoảng 20 đến 30 25 của cái chỉ số lớn như SP thì các cái thị trường khác nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi đó là nguyên tắc thế còn thứ hai là điều kiện là kỳ vọng gì cho năm 2023 kỳ vọng cho năm 2023 thì so với những giai đoạn trước đây ấy, thì kỳ vọng 2023 sẽ là giai đoạn kỳ vọng tạo đáy và cũng bây giờ cũng rất nhiều đơn vị phân tích thị trường cũng như là các nhà đầu tư ấy, cũng đang bắt đầu kỳ vọng là sang 2024 là thị trường sẽ tốt lên và cái góc độ là tạo đáy nó sẽ có thế thì uh, nếu mà trường hợp mà muốn tốt lên vào cái năm 2024 thì rõ ràng là năm 2023 phải là năm bản lề là cái năm mà uh, những cái yếu tố uh, tạo đáy tín hiệu các thứ đều rõ ràng cụ thể uh, để mà nó có sự bản lề cho năm mới cho năm 2024 như vậy thì với nhà đầu tư chứng khoán ấy, thì có thể là trong giai đoạn của 2023 chúng ta sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn chúng ta cũng không có quá nhiều cái cái chiến lược giao dịch cụ thể ngoại trừ là kỳ vọng nó sẽ có những cái cái tín hiệu tích lũy đây là một cái tín hiệu mà mình cho rằng là thật ra là nhìn về góc độ thị trường đấy thì cũng chưa hẳn là thị trường xấu đâu à, xấu thì cũng đã qua rồi xấu là 2022 là xấu nhất khẳng định như vậy 2022 lý do xấu là vì nó có một cái đoạn gọi là đoạn tiền rẻ trong năm 2020 kéo lên đấy, đoạn này là đoạn tiền rẻ Thế thì bây giờ năm 2022 nó đã có sự chia chia lại cái dòng tiền rồi Và nó lại về đến cái, cái điểm cân bằng mà chúng ta cần là điểm khoảng 9.000, khoảng 1.000 điểm là Điểm cân bằng rồi Thì bây giờ trong giai đoạn của năm 2023 không phải là giai đoạn mà gọi là xấu về mặt cấu trúc thị trường nữa Mà trong giai đoạn 2023 nó sẽ là giai đoạn mà chúng ta sẽ bắt đầu ổn định trở lại Và bắt đầu có những tín hiệu phục hồi Thì kỳ vọng là ở mức độ nào thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận nhé đầu tiên là trong giai đoạn suy thoái thì cái tín hiệu mà gọi là kết thúc một cái, cái chu kỳ của thị trường nói chung là chu kỳ giảm ấy, thì nó phải có tín hiệu là uh, lợi nhuận của doanh nghiệp uh, bị uh, điều tiết hoàn toàn thì chúng ta đang ở đứng một câu chuyện là làm danh giữa suy thoái và hồi phục thì chúng ta đang nói về câu chuyện của lợi nhuận doanh nghiệp uh, cần phải là sụt giảm hoàn toàn thì liệu là có được như vậy hay không thì chúng ta nhìn lại thì trong giai đoạn của uh, lợi nhuận doanh nghiệp và earning cũng như sales thì earning và sales nó rơi vào giai đoạn sụt giảm hoàn toàn vào thời điểm là uh, năm 2020 liên quan đến covid 19 nhưng mà thực tế ra là từ 2018 2019 là chúng ta đã có tín hiệu là lợi nhuận lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm rồi 2018 là chiến tranh thương mại 2019 là chúng ta ổn định tình hình 2020 là covid thế là lợi nhuận doanh nghiệp tăng trở lại 50 sau đó thì nó liên quan đến tiền rẻ uh, liên quan đến các chính sách hỗ trợ thị trường sang năm 2022 thì uh, liên quan đến cái việc là điều tiết lại cái chính sách này kiểm chế lạm phát thế thì bây giờ kỳ vọng của trong năm 2023 là cái kỳ vọng khoảng uh, tính ra ở trong cái dữ liệu của phát xét thì nó sẽ là mức là 5 phần trăm là cho 5 phần trăm và kỳ vọng về sales nó rơi khoảng 3.3 phần trăm Thế thì thật sự là trong cái cái tình huống này ấy, là đây là tình huống mà thị trường vẫn giảm chứ không phải là thị trường tăng ở trong 2023 nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại thì nó sẽ không còn cái mức độ gọi là sốc như giai đoạn của năm 2021 sang 2022 nữa. Sốc tức là sợ từ mức 50%. Chúng ta tụt về mức 15%. Còn bây giờ là mức 15% là chúng ta tụt về mức 10%. Hoặc là dưới 10% một tí. Cụ thể là 5.5%. Như vậy thì nó đã bớt đi rất là nhiều rồi. Bớt đi rất là nhiều trong giai đoạn này rồi. Thì do vậy cái nhìn vào góc độ mà mang tính là chu kỳ ấy, thì thị trường sẽ không có yếu tố lại giảm quá sâu nữa hay là điều chỉnh giảm mạnh nữa và lúc này thì lúc mà chúng ta có thể chọn lựa những cổ phiếu chúng ta chọn lựa nhóm ngành chúng ta giao dịch mang tính là ngắn hạn theo từng 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 quý chứ chúng ta sẽ không phải là mua một cổ để chúng ta giữ, giữ lâu, giữ lâu dài thôi nhé thì nó sẽ khá là rủi ro do là điều kiện của năm 2023 thực ra là nó vẫn chưa có sự khởi sắc lắm thế thì bây giờ nhìn vào góc độ mà làm danh giữa suy thoái và hồi phục thì bây giờ chúng ta sẽ ở trong một cái năm bản lề năm bản lề này là năm mà chúng ta cần thiết phải có sự chăm chỉ đối với nhà đầu tư chứng khoán bởi vì là thật sự là trong những cái tình huống mà thị trường tăng phục hồi trở lại ấy, thì cái người mà kiếm được nhất hay là nhà đầu tư mà gọi là thay đổi cái chiến lược chung ấy nó là những giai đoạn này chứ không phải là giai đoạn mà thị trường đã tăng khi mà thị trường đã tăng thì chúng ta có thể dùng đòn bẩy, chúng ta nâng nâng cái lãi suất chúng ta lên nhưng mà sau đó thì gần như trả lại hết. Còn những cái nhà đầu tư thật sự mà họ theo đuổi và họ nắm bắt đúng cái điều kiện thị trường là những lúc mà như thế này này, thì lúc này là lúc mà chúng ta giao dịch chứ không phải là lúc mà thị trường đã tăng rồi chúng ta giao dịch đâu. Thì mình cho rằng là thật ra cái năm bản lề năm 2023 rất là, là gọi là cái cơ hội để chúng ta đầu tư đấy. Còn đầu tư như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi sau, à, đi đi sâu sát thêm nhé. Về mức độ về lợi nhuận doanh nghiệp thì khi mà đầu tư chúng ta phải nói về về câu chuyện của doanh nghiệp đúng không ạ trong giai đoạn này thì không phải là cổ nào cũng xịn nữa rồi không phải là cứ lời 14 hay là những cổ đây g hay là cổ gì cũng mua vào hay là là xịn đâu mà bây giờ nó sẽ là cái lựa chọn giữa các doanh nghiệp với nhau doanh nghiệp nào tốt và cái cấu trúc thị trường nó tốt hay không đây là cơ sở để chúng ta giao dịch thế thì ở đây có cái chỉ số b b trên e là cái chỉ số liên quan đến các định giá một cái thông số rất là cơ bản và đơn giản ở giá ở trên earning tức là trên lợi nhuận của mỗi cổ phiếu thì uh, mình đấy là cái tổng kết từ giai đoạn của 1950 cái đến giai đoạn hiện tại là khoảng 70 73 năm ở trong giai đoạn 73 năm ấy thì những cái tình huống mà cái earning per share này nó rơi vào cái cái vùng gọi là standard deviation tức là mức độ lệch chuẩn của cái trung bình giá thì chúng ta có history của average là mức không ở đây thì trong năm 1980 ấy, là nó mới có cái tình huống là cái độ lệch chuẩn nó rơi về mức âm âm 60, 70% phần trăm là cái thời điểm đó nó cũng liên quan đến cái lãi suất lên 24% thì uh, nhìn lại nhé khi uh, khi mà bắt đầu là giai đoạn phục hồi vào năm 82 đến năm 90 ấy, là cái bong bóng dot com ấy, uh, gọi là cái internet bubble thì nó kéo lợi nhận doanh nghiệp từ cái mức là trừ hai standard deviation lên mức là trên gần 3 standard deviation ở trên này tức là standard deviation trên 3 là góc trên này cơ thế thì bây giờ nó đang ở cái mức là 1.50% thì sau khi một standard deviation này có xác, xác lập ấy, thì chúng ta có 982.000 sau đó thì chúng ta có một cái một standard deviation thì chúng ta có năm 2008 nó tụt về cái mức là bottom của fin crisis vào năm uh, năm 2010 là lúc đó là cái standard deviation bị âm trừ 1. standard deviation ở đây. Thế thì trong giai đoạn của năm 2020 thì cũng cũng nhờ Covid-19 mà chúng ta được kéo lên cái mức là standard deviation là vượt mức 2 2 cộng 2. Thế thì nó cũng đang đang ở trong cái tình huống rủi ro như của Internet purple vậy, tức là cái uh, rủi ro của cái bong bóng .com năm 98. Thì uh, bây giờ đang điều chỉnh giảm lại là còn khoảng là cộng 1 standard deviation. Thế thì nếu mà chúng ta gọi là đúng định giá và đúng về cái chiến lược mà gọi là mua cân bằng ấy thì nó cần phải giảm xuống cái mức là về trung bình. Tức là chúng ta đang kỳ vọng là sẽ có những cái giai đoạn biến động nữa ở trong giai đoạn tiếp theo trong năm 2023 cho đến khi mà thị trường thật sự là bình ổn. Đó là lợi nhuận doanh nghiệp vẫn khá là phức tạp. Và đến trong giai đoạn của uh, trong giai đoạn của uh, một cái chỉ báo nếu mà chúng ta gọi là đầu tư À, đến thời điểm này thì mình có có thể chúng ta thấy được bức tranh mù mờ ở phía trước rồi đúng không ạ đó là một cái bức tranh mà đa số là tích lũy và đi ngang có sự phục hồi nhưng phục hồi nó cũng sẽ không phải là một cái nhịp tăng vài năm mà nó sẽ là một nhịp tăng của một tháng hai tháng sau đó lại chỉnh sau đó lại tăng một tháng hai tháng thế thì bây giờ cái chiến lược giao dịch tiếp theo nó sẽ mang tính trading là khá nhiều à, nếu mà anh chị mà theo dõi thì cũng sẽ có những cái chỉ báo à, liên quan đến chiến lược đầu tư thì mình có một cái chiến lược đầu tư mà chúng ta hay nói về Warren Buffett đúng không ạ. Thì bây giờ chúng ta cũng có luôn cái chỉ báo là gọi là Buffett uh, indicator. Đó, là định giá của cổ phiếu dựa trên GDP. Thế thì cái định giá cổ phiếu dựa trên GDP hiện tại ấy, nó cũng có standard deviation ở đây, là standard deviation ở đây. Cơ bản là là khi mà chúng ta sử dụng cái chỉ báo của nhà đầu tư gọi là lỗi lạc theo tính uh, uh, chiến lược ấy thì Star, Warren Buffett là từ năm 1950 kéo đến 2020 thì giá tăng thế thì nó kéo thì bao, bao giờ cũng là một cái nhịp tăng khi mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn có những lúc mà qua đồng cũng lỗ rất là nhiều nhưng mà sau đó thì vẫn tăng và cái standard deviation này nó khẳng định rất là rõ là trong mỗi tình huống mà thị trường mà chạm vào standard deviation ấy, thì nó sẽ có nhịp correct correction tức là điều chỉnh thì hiện tại là năm 2020 cũng bị chạm và, và, và correction và nó đang điều chỉnh lại cái mức tan đợt một thế thì chúng chúng ta sẽ còn một cái mức gọi là về mức cân bằng cân bằng nữa và thực tế là chúng ta cần phải xuống với âm standard một tức là trừ một lần standard deviation nó về lại mức này thì lúc này là lúc mà cơ hội chúng ta giải ngân cực kỳ tuyệt vời nhưng mà nếu mà trường hợp như vậy đi thì thật ra là năm 2023 nó sẽ rất khó đúng không ạ thì mình cho rằng là À, nếu như mà chúng ta giải ngân ấy, thì nó tùy thuộc vào yếu tố của từng thị trường chứ không phải là cứ à, cứ đợi khi nào nó chạm lúc này chúng ta mới giải ngân được ví dụ như trong giai đoạn của từ năm 1970 cho đến năm 1990 tức là 20 năm thì giá nó đi lai hoay trong khu vực này nhưng thực tế ra ấy là lý do là vì GDP tăng rất nhanh nhưng mà GDP tăng nhanh ấy, thì giá cổ phiếu nó phản ánh không kịp do vậy là nó mới bị như thế này thôi đi ngang như thế này thôi còn thực tế ra là khi mà gdp mà nó tăng vừa phải và giá cổ phiếu tăng nhanh nó sẽ kéo như thế này Đó thì bây giờ lúc mà chúng ta cần là giá cổ phiếu giảm gdp tăng thì ngay ngay lập tức ra nó về lại cái vùng dưới này ngay và lúc này thì chúng ta đang nói chuyện là à, thật ra là cái định giá giữa gdp và giá trị cổ phiếu nó sẽ có cái câu chuyện vênh và lệch ví dụ như thị trường việt nam chúng ta đi gdp khoảng gần tám à, chín còn định giá thì đang rất là thấp. Như vậy thì thực ra là chúng ta đang ở cái vùng mà gọi là âm stan 1 âm uh, stan 2 rồi. Ở uh, Đó, nó có một cái ý ý là chúng ta cần phải quan sát cái vận động giá như thế này từ phía góc độ của thị trường Việt Nam và góc độ uh, thị trường toàn cầu. Nó có sự khác nhau. Uh, thật ra thì ở trong uh, uh, các cái review về thị trường nói chung thì các bạn ở bên uh, Finansac cũng đã đưa chúng ta một cái review góc độ nhìn rất là tốt. Ví dụ như là về đồng đô đi, đồng đô có xu hướng quay trở lại này ở ờ, giá vàng các bạn cũng có định giá khá là hay dầu cũng đang có, có định giá tăng trở lại trong những bài review của thị trường mới đây thì nói chung ấy, là mình hoàn toàn là đồng ý thôi, đồng thuận thôi. đơn giản là khi mà thị trường nó đang ở trong cái vùng gọi là vùng điều chỉnh giảm thì những cái tín hiệu này là những cái tín hiệu đầu tiên có thể thấy rõ là kinh tế vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để phục hồi chứ không phải là bị bị rơi sâu. Thế thì bây giờ nếu như trường hợp mà chúng ta có kỳ vọng có một cái kỳ vọng là À, thị trường đã phục hồi thì cái tín hiệu sau cùng để mà khẳng định là thị trường phục hồi đó là cái làn sóng mua lên của uh, khối ngoại uh, xin lỗi xin lỗi không phải khối ngoại mà là sóng mua lên của chủ doanh nghiệp thế thì cái làn sóng bay bách ấy nó cực kỳ quan trọng ngay cả với thị trường trong nước cũng thế nếu mà chúng ta để ý lại thì làn sóng bay bách của thị trường Việt Nam ở năm 2020 ấy, uh, đó là những cái mà giúp cho uh, chỉ số cổ phiếu trong nước là có một cái đà tăng rất mạnh đó là làn sóng bay bách thì buyback hiện tại là SP500 buyback thì nó mua trong giai đoạn của năm 2022 Và kỳ, kỳ vọng đến uh, của năm 2023 là sóng buyback nó sẽ là đi ngang như thế này Ví dụ như là năm 2008 uh, doanh nghiệp buộc phải bán cổ phiếu quỹ Thì năm 2009 là doanh nghiệp mua lại và sau đó là cái làn sóng tăng từ 2009 đúng không ạ uh, ví dụ như năm 2020 là bị bán và sau đó mua lại thì thực tế ra là cái bài bác hiện tại nó đang đang bị yếu đấy À, nếu mà buy back đúng ấy, thì nó phải lên cái vùng đỉnh ở trên này một chấm tức là mua lại hoàn toàn những cổ phiếu đã bán ra sau đó thì mới có cái tín hiệu bán trở lại và với cái thanh khoản mà buy back nó thật sự là nó khá mạnh thì nó cách khác là hiện tại là các doanh nghiệp vẫn còn đang gồng được và qua đó thì thực tế là cái nhu cầu về phục hồi của thị trường nó vẫn còn do vậy thì đây là một cái ý mà gọi là ý được cho cái vận động của thị trường trong năm 2023 đó là kỳ vọng là nó sẽ đi ngang hoặc là nếu mà trường hợp mà có kịch bản tốt thì nó sẽ đi ngang với hướng là nó dốc lên. Chứ không phải là đi ngang và dốc xuống như giai đoạn của năm 2019 đâu. Ví dụ như năm 2019 ấy, thì chúng ta có một giai đoạn cũng đi ngang như vậy nhưng mà nó là nó dốc võng và nó dốc xuống. Thế còn ví dụ như trong năm 2023 thì mình cho rằng là cái giai đoạn nó sẽ có một cái định hướng nó cũng sẽ là đi ngang nhưng mà nó sẽ là dốc lên. Cơ bản là cái độ dốc của cái, cái việc giảm trước đó nó quá lớn. Ví dụ như là độ dốc của việc giảm trước đó có 2028 thì nó ở mức độ vừa phải. Thì cái độ dốc của năm 2020 kéo về thì nó nó là một cái câu chuyện mà thật sự kinh khủng và qua đó thì cái việc mà tích lũy bây giờ bắt đầu tích lũy và tích lũy nó sẽ là tích lũy đi lên. Và do vậy thì đó là cái cơ hội mà chúng ta đầu tư ở trong giai đoạn của quý 1. Còn bây giờ cái đó là cái định hướng. Thứ hai nữa là khi mà có định đã có định hướng rồi thì chúng ta sẽ dùng thêm cái cái chỉ báo gọi là sentiment, gọi là chỉ báo về mức độ tâm lý là liệu là cái vị thế của thị trường hiện tại nó như mức độ như thế nào. Thì chúng ta nhìn vào chỉ số S của SPX uh, cái MA 200 ấy. Các anh chị có thể thấy là hiện tại là SPX đang ở uh, MA tức là những cái cổ phiếu mà gọi là trên MA 200 nó là mức 50%. Nó cách khác là hiện tại là cái cơ hội để chúng ta giao dịch theo kiểu là chỉ báo sentiment nó lại không nhiều. Sentiment nó sẽ thể là trong thời điểm mà là quá mua và quá bán. À, cũng gần như vậy Khi mà cái thị trường gần như là không còn một cái cơ hội Không còn một cái kỳ vọng nào nữa Thì quá mua của bán nó sẽ tăng Và nó tăng ấy, thì không phải là nó tăng đến đây và nó dừng đâu Mà nó sẽ tăng lên đến cái vùng gọi là vùng quá mua nó mới dừng Thì thực tế ra là cũng trong năm của năm 2020 Và cho đến thời điểm hiện tại luôn À, xin lỗi là 2022 đến thời điểm hiện tại hết một năm rồi thì thực ra là cổ phiếu mà đã trên 200 tức là có đà tăng dài hạn trở lại nó đang đang vượt lên tới mức là 10% ở trên toàn thị trường lên mức 50% trên toàn thị trường và thật ra là chúng ta vẫn còn một cái uh, góc độ trên này nữa là 100% trên toàn thị trường và nó cũng sẽ cũng như 2019 là nó cũng sẽ rung lắc kiểu như thế này nè đó những cái vận động như thế này chứ nó không đi thẳng lên được một đường như thế này đâu thế thì đó cũng là cái cái kịch bản tăng trưởng một cách nhẹ nhàng đi lên và hướng lên trên ở trong đó là góc độ của thị trường toàn cầu và cuối cùng thì chúng ta có nhìn một cái chính sách của Fed nữa à, nếu mà anh chị để ý nhé, thì mình cũng có ghi chú ở đây rất là rõ những cái thời điểm nào Fed như thế nào à, thì trong năm 2008 là global crisis đúng không ạ là khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì lúc đó thì Fed sẽ có gói QE là từ 13 là program Begin tức là bắt đầu hỗ trợ thì nó kéo cho đến giai đoạn của năm 2019 và trong giai đoạn của 2019 ấy thì bắt đầu là cái uh, QT tức là quantitative uh, tightening, tức là nó bắt đầu siết lại. Siết lại vào 2019 thì lúc đó là cũng có đường cong lãi suất này, lúc đó là cũng có chiến tranh thương mại này. Và sau đó thì khoảng COVID correction là bị uh, COVID thời gian 2020. Thì QE, tức là cái gói uh, QE là thứ tư uh, lần thứ tư được được công bố thì sau đó thì khoảng một năm, hơn một năm hơn thì QE lần thứ tư hết và chúng ta sẽ có uh, QT tức là uh, là tightening. Uh, tức là cái chính sách mà siết lại cái uh, điều kiện thị trường, điều kiện đầu tư nói chung gọi là tăng lãi suất và giảm lãi suất đi cho nó gọn gàng như vậy cho dễ dễ hình dung thôi. Thực ra là cũng khá khá nhiều cái vận động ở đây. Nhưng mà chúng ta nhìn hình hình dung là trong cái quan trọng nhất là QE4 bắt đầu vào đầu 2020, khoảng tháng 4 và đến khoảng 2022 thì kết thúc là QE4 lần thứ tư thì cái Q, QT nó bắt đầu start nhưng mà anh chị đấy là cái QT thật ra là nó rất ngắn ờ, từ lúc mà siết lại lãi suất cho đến lúc mà kết thúc câu chuyện siết lại lãi suất thì nó dài nhất là một năm hoặc là một năm hơn một tí một quý ờ, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang kỳ vọng là QT đã end rồi và 2023 estimate thì nó sẽ rơi vào cái vùng của 3 uh, 3 3002 đây là với cái cái định giá theo mặt là dùng vào chiến, chiến lược chính sách thì nói chung là mình cũng không phải là người mà uh, quá tiêu cực đâu. Nhưng mà rõ ràng là đây là những cái mà vận động thị trường trong thời gian vừa rồi. Và đây là mức độ forecast có thể tính toán được. Và cuối cùng là cái uh, Federal Fund Rate Futures. Thì đang kỳ vọng là Fed tăng lãi suất như thế nào. Thì đây mới là cái điểm nhấn mà mình cho rằng là cái thời điểm này mới là thời điểm mà chúng ta nên để ý đến. Bởi vì sao? Bởi vì là thật ra ấy, là trong giai đoạn của 2008 ấy, là giai đoạn mà khi... À, về cái back actual và futures tức là cái kỳ vọng về lãi suất của Fed nó đã giảm xuống thì hai hai là chính là đáy. Thế thì bây giờ hiện tại nó đang ở cái vùng gọi là vùng đạt đỉnh rồi. Q4 uh, kết thúc thì nó đang ở trong vùng đạt đỉnh rồi. Nói cách khác là cái việc mà tăng lãi suất của Fed đã gần như là chạm đỉnh. Thì lúc này ấy, là lúc mà thị trường nó sẽ bắt đầu nó lao 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 xuống như thế này này. Về lại và sau đó là đi ngang từ đây. Thế thì bây giờ là cái mà lúc mà chúng ta chờ đợi ấy, là trong năm 2003 là nó về lại như lại giai đoạn của 2009 ấy. À, đó. Và thậm chí là trong trong giai đoạn của 2020 cũng thế, nó cũng tương tự như vậy. thì đây là cái cơ sở của chúng ta thực sự là đang đang muốn bản thân mình thì mới đang nghĩ là uh, đang đang có cơ hội hơn là cái rủi ro. nhìn vào góc độ mà chỉ số giảm là liều tiêu đi xuống ấy, thì nó là cái rủi ro. nhưng mà mình thấy đây là cơ hội bởi vì là nếu mà trường hợp mà chỉ số đi lên liên tiếp thì có thể là chúng ta sẽ uh, sẽ không có được cái cơ hội như giai đoạn hiện tại nữa đó thì đó là trong giai đoạn thị trường hiện tại. Thế còn bây giờ nhìn về góc độ thị trường Việt Nam thì cũng hơi đáng tiếc là thị trường Việt Nam chưa kịp tăng đã đã trình à, khẳng định bằng lời nói thì nó sẽ khó nhưng mà khẳng định bằng số liệu thì nó sẽ dễ dàng hơn và nhất là số liệu được thể hiện qua đồ thị nữa. Đó là vn30 VNDEX và ở đây là góc độ chỉ số Dow Jones. Dow Jones đi từ một vùng suy yếu lên hồi phục lên tăng trưởng lên dẫn dắt và sau đó thì mới bắt đầu giảm. Còn chỉ số của vn30 thì từ suy yếu hồi phục, sau đó tăng trưởng một ít và quay lại giảm. Cũng khá là đáng tiếc đúng không ạ? Đáng tiếc cho chỉ số trong nước là mới mới hồi phục có một tí thôi là đã đã quay đầu rơi rồi. Thì với chỉ số index trong ngày giao, giao dịch của cuối của, của tuần cuối và mình cho rằng là đến tuần này thì khi mà các điều kiện thị trường chung ấy, nó vẫn chưa thoát khỏi cái chu kỳ giảm thì cái tín hiệu để mà thị trường tăng lên trở lại khó lắm. Thậm chí là là không không có kỳ vọng. Và cái mức độ điều chỉnh ấy nó sẽ là một cái hướng bậc thang đi xuống ở mức độ và xoay quanh 1.000 điểm đó thì nếu mà trường hợp mà nó đẹp nhất nó sẽ rơi vào khu vực này 1.000 điểm thì đây cũng là cái vùng mà tích lũy và tạo nên một mô hình vai đầu vai cho cho vùng vùng đáy đảo chiều đó. đây vai vai đầu vai ngược được là cái 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 đầu này những cái vai này thì bây giờ chúng ta đang đang test lên một cái vùng vai tại đây nữa và nếu mà nhìn vào góc độ góc độ lớn ấy, thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái vùng gọi là đảo chiều đi lên thế thì À, đó. À, nếu mà chúng ta nhìn như vậy đi thì cái cơ hội thị trường là có đúng không ạ không không phải là mất đi đâu Thế thì bây giờ bằng cách nào chúng ta thể tận dụng được thì mình sẽ cùng xem qua về cái cái tính tham minh cũng như là cái tính chu kỳ của thị trường nói chung đầu tiên là anh chị có thể thấy là cái chính sách tỷ giá và hỗ trợ lãi suất ấy. thì nó đang bắt đầu nó trở nên ổn định hơn rất là nhiều à, ví dụ như là finger ở trong cái đồ thị 2 đi ở à, đây là chính sách lãi suất ở trong trong nước thì trong giai đoạn trước đó thì giai đoạn mà hơi căng thẳng Nhưng giao đoạn hiện tại thì bắt đầu vận động tỷ giá bắt đầu có gọn gọn trở lại rồi Và nó đang là định hướng mà hướng xuống Thì anh chị cứ đấy là mỗi lần mà thì, ví dụ như là lãi suất mà hướng xuống ấy, thì chỉ số sẽ tăng à, mà, Bất kể là thị trường nước ngoài hay là cái góc độ của chỉ số lớn như thế nào Thì trong nước nó vẫn ổn Thứ hai là về góc độ của uh, chỉ số uh, quốc FX uh, Tức là cái tỷ giá của thị trường nói chung thì bây giờ cái tỷ giá hiện tại là đang về mức bình ổn rồi Khoảng 23 hơn một tí à, 23.6 đến 24 Thì đây Đây là cái mà gọi là tỷ giá của uh, chỉ số trong nước uh, Chỉ số của USD VND Thì đây là một cái Mình cho rằng là một cái điểm nhấn tích cực Bởi vì là khi mà tỷ giá ổn định thì lúc này chúng ta mới kỳ vọng là dòng tiền khối ngoại quay trở lại Như những gì mà khối ngoại đang làm trong giai đoạn của tháng 10 tháng 11 Và thứ ba là chúng ta nói về cái uh, góc độ sentiment mình cũng có đo rồi. góc độ sentiment tức là góc độ về cái uh, cấu trúc về cảm xúc thị trường uh, dựa trên là cổ phiếu mà trên MA 200, dựa trên cổ phiếu trên MA 20, tức là những cổ phiếu mà có đà tăng dài hạn và những cổ phiếu có đà tăng ngắn hạn. Thì uh, thật ra là những lúc mà thị trường mà cái đà tăng ngắn hạn nó đã vượt lên khoảng 7 15 80%. Tức là nó không còn sự lan tỏa nữa thì cái không còn sự lan tỏa nữa thì nó sẽ có nhịp điều chỉnh giảm như trong giai đoạn hiện tại. Vì thì cái cơ hội mà chúng ta mở lên là mở mở mua lên là cơ hội nào? Đó là khi mà các sự lan tỏa nó về lại mức 30. Tức là thật ra là thị trường trong trong tuần sau ấy là nó sẽ có có pha rung lắc và điều chỉnh. Nhưng mà cũng như là anh chị mà giao dịch uh, trên thị trường chứng khoán một thời gian dài ấy, thì mọi người cũng cũng nhớ cũng để ý là uh, trong những giai đoạn mà trước lễ Tết ấy, thường là có nhịp bán. Nhưng mà sau lễ Tết là có nhịp tăng. Thì đây mình cho rằng là cái chiến lược hiện tại nó cũng sẽ đang đang hướng về câu chuyện này. Đặc biệt là sau Noel, uh, Merry Christmas xong là nó sẽ có ở hiện tượng mà rung lắc kiểu như vậy. Và nếu mà chúng ta nhìn về cái góc độ hoạt động thị trường giai đoạn cuối năm ấy. Thì khối ngoại trong giai đoạn của tháng 11 cho đến tháng 12 thì họ mua mua rất ổn. Uh, mua liên tiếp chỉ có cái việc bán là liên quan đến cái uh, window dressing tức là cái làm đẹp sổ sách và giai đoạn cuối năm thôi. Do đó họ mua lên trở lại. Còn với giao, giao dịch dòng giao, dòng của bên uh, tự doanh ấy, thì họ mua liên tiếp. Do vậy là khá là đẹp. Còn phân flow thì là phân flow giai đoạn từ đầu tháng 12 đến giờ là nó cứ trôi vào thị trường nói chung. Thì nói cách khác là đây là cái hiện tượng cho rằng là cái dòng tiền lớn họ đang quay trở lại. Uh, phân phân tích một cách sâu xa hơn, bóc tách uh, sâu sát hơn. Thì cái hệ thống của AI, ấy, uh, AI của Finanshark cũng cho thấy là Thật ra là trong giai đoạn của khoảng 15 phiên giao dịch đổ lại đây ấy, là cái dòng tiền nó có sự mua lên. Thực ra là dòng tiền lớn có sự có quay trở lại. À, đó, đó. hiện tại là dòng tiền lớn và à, thị trường chung thì đang đang gần gần như gặp nhau. Nhưng rõ ràng trước đó là dòng tiền lớn đang có sự đang quan sát mua lên đúng không ạ? Và cái chỉ báo hành động thì cái dòng tiền cũng vừa phải. Xu hướng thì đang đang chỉnh giảm, vừa phải. Nói chung là đây là mình cho rằng là cơ hội nhưng để mà giao dịch cụ thể ấy, thì chắc chắn là phải có cái cái nhịp chỉnh rồi thì lúc đó thì chúng ta mới có thể hành động mua chứ còn nếu mà trường hợp mà nó đang ở trong cái vùng gọi là vùng định giá thấp mà chưa có sự tham gia của dòng tiền lớn thì lúc này việc giao dịch nó sẽ trở nên khó khăn và qua đó là gì ạ qua đó là mình cũng cho rằng là điều kiện của thị trường trong tuần sau nó cũng sẽ khá là là nhẹ nhàng thôi à, gọi là biến động mạnh thì cũng sẽ có thể là biến động mạnh liên quan đến thanh khoản yếu và thanh khoản của phái sinh cao à, nhưng mà nhìn chung về góc độ cơ sở thì không bị như vậy và cuối cùng là định giá của BE à, trong giai đoạn từ 2007 cho đến 2023. Thì uh, BE hiếm khi nào mà nó đang ở trong vùng giá hiện tại lắm. Thì đó là một cái mà chúng ta nhìn vào góc độ quốc tế và chúng ta xoay quanh góc độ của, của thị trường trong nước. Thì PE thật sự là đang rẻ và nếu mà chúng ta dựa vào cái định giá của phiếu nói chung ấy, thì đây là cơ hội khá là hấp dẫn. Nhưng mà chắc chắn một điều là khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ cần phải có sự chọn lọc của nhóm ngành và thứ hai nữa là sẽ cần phải có sự sâu sát uh, của cái uh, chiến lược tức là sẽ không phải là mua một năm xong rồi để đấy đâu mà chúng ta sẽ bắt đầu là mua xong chúng ta sẽ uh, đợi và giá phục hồi xong chúng ta bán sau đấy là chúng ta lại mua tiếp và bán là rolling thì trong giai đoạn của rolling nếu mà chúng ta làm đúng thì trong 2019 vẫn có thể kiếm ăn rất là tốt đó là cái mà bài toán thực tế thì nhìn chung ấy, là trong giai đoạn này nếu mà mua thì không sai Uh, không hề sai một tí nào khi mà cái định giá thị trường đang cổ nào cũng tốt cả chứ còn định giá định uh, định vị thị trường năm sau thì là tích lũy đi lên do vậy thì nói chúng ta nó chung ta mua trung hạn thì cũng đang đẹp mà và cuối uh, và thứ tư là chúng ta nói về tính chu kỳ của thị trường thì nói về tính chu kỳ của thị trường thì chỉ cần nhìn vào cái bản đồ này là anh chị biết chu kỳ của thị trường hiện đang đang hiện tại như thế nào rồi là chúng ta đang bắt đầu định hướng là bắt đầu điều chỉnh và tích lũy trở về đó và nếu mà chúng ta nhìn về cái nhóm ngành Việt Nam thì chúng ta sẽ có cái sự phân hóa rất là rộng uh, giữa các nhóm ngành nói chung và đây mới là cái cái sự hữu dụng của hệ thống uh, khi mà bóc tách của được được từ, từ từ các nhóm ngành ví dụ như là chúng ta lựa chọn cái nhóm đang tăng này và chúng ta tránh xa những cái nhóm mà đang giảm còn có những cái nhóm mà đang trong vùng tăng trưởng thì là những cái nhóm cụ thể như thế này thế bây giờ chỉ chiến lược thôi À, ví dụ như là những cái nhóm cổ phiếu tại đây đi chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc mua lên à, cái nhóm cổ phiếu về thực à, thực phẩm đồ uống bắt đầu cân nhắc là chốt dần bất động sản là là chốt hết và sau đó là khi mà khoảng sau tuần sau thì bắt đầu lại cân nhắc mua bất động sản đảo dần dần từng bước như thế này thì đó là cái chiến lược cho giai đoạn tiếp theo có những lúc mà thị trường gọi là đi cùng nhau ấy. thì nếu mà anh chị xem bài video của trong một thời gian dài thì anh chị sẽ thấy là à, các nhóm ngành là tập trung hết ở trong khu vực này và sau đó là nó đi cùng nhau nó nó vòng lên thì bây giờ các nhóm ngành nó rất là giải rác nó mỗi góc một một nhóm mỗi góc một nhóm như thế này thì bây giờ chúng ta lại phải bóc tách ra thôi tức là bây giờ chúng ta phải lựa chọn nhóm ngành này lựa chọn cổ phiếu này nhóm ngành kia lựa hạ tỷ trọng cổ phiếu kia đó đó là cách mà chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch ở trong này 2023 ví dụ như thực phẩm và đồ uống đi thì không phải là cổ thực phẩm đồ uống nào cũng xấu À, ví dụ như Vinamilk là đã xong một một chu kỳ rồi thì chúng ta có STB à, chúng ta có thêm một cái cổ nữa là cổ KDC à, chúng ta cùng xem qua về STB nhé STB này Đó. thì đây là cái cái tính chu kỳ STB vẫn còn bí đường à, xin, à, xin lỗi là à, đấy SBT đúng không? ạ thì cái chu kỳ tăng là khoảng 17.3 thế thứ hai là một cái KDC nữa. KDC kinh đô thì KDC thì sẽ thanh khoản không nhiều giao dịch không nhiều nhưng mà chúng ta nhìn thấy rõ là KDC đang có sự tích lũy cái cổ phiếu này cũng khá là là hay ở chỗ là nó cứ đi ngang một thời gian rất là dài sau đó nó kéo một vài cây sau lại đi ngang một thời gian rất dài thì ở đây là những cái tín hiệu cho thấy là nó đang tốt hơn thị trường nói chung và nếu mà anh chị mà giao dịch gọi là tích lũy theo đà ấy, thì đây rõ ràng là có sự tích lũy tăng lên đúng không và sau đó tích lũy theo đà thanh khoản giảm sau đó bứt phá rồi tăng tiếp thì đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể cân nhắc à, ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái uh, chiến lược ở đây có cụ thể chiến lược như thế nào giao dịch với cổ phiếu nào và điểm giá bao nhiêu anh chị có thể quan 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 sát thêm ok thì uh, nếu xét vào tính chu kỳ của thị trường nó sẽ là như vậy, tức là trong một giai đoạn phục hồi ấy, thì không phải là nhóm ngành nào cũng sẽ phục hồi tốt và chúng ta sẽ phải cân nhắc là à, cổ phiếu này nên nên giải ngân, cổ phiếu kia là nên hạ tỷ trọng kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có sự sâu sát hơn. Thật ra năm uh, giai đoạn của năm 2023 mình đánh giá là giai đoạn một khá thú vị và cũng có nhiều cơ sở chúng ta có thể giao dịch. Đó. Và nếu mà trường hợp mà gọi là cái tính chu kỳ thị trường nhìn vào phí dòng tiền ấy, thì cái dòng tiền của nhóm uh, của VN Index với 30 có dòng tiền này thì đang 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 hơi yếu. À, việc là mua lên đảo đảo cánh trở lại từ thứ năm với thứ sáu cho thấy một điều là cái mindset của thị trường nói chung hiện tại là không có không có xu hướng tăng. À, cái dòng tiền mua lên và dòng tiền bán ra nó cũng đang khá là đều nhau thôi. Do vậy thì mình cũng chưa có thể khẳng định là thị trường trang sang tuần sau nó sẽ có xu hướng đâu. Và khi mà nó lại không xu hướng thì chúng ta lại quay lại cái bài toán nhận định của thị trường nói chung đó là kỳ vọng là sẽ có sự tích lũy tại vùng của 1.000 hơn thì đó là cái kỳ vọng cho tuần sau và cuối cùng là nếu chúng ta chúng ta lựa chọn giải ngân thì anh chị vẫn nên nhớ là những cái cổ phiếu ví dụ như là utility cổ phiếu về à, điện nước hay xăng dầu khí đốt là đang có recession trong giai đoạn này thì đang đang khá là hợp lý à, những cổ phiếu kiểu như thế này thì chúng ta có bao đúng không ạ điện nước điện trước đã bao thì bắt đầu là tín hiệu quay lên trở lại này. Chỉ cần bứt được cái nền cái vùng cả 11 12 là có thể lên được vùng giá cao hơn. Nước có BVKE phục hồi rất là mạnh rồi trong giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường giảm thì mình đánh giá luôn cổ phiếu này khá đẹp. TDM cũng tăng. Hay là có thêm uh, ga thì uh, sau tính chu kỳ thì ga thực sự là năm nay nó đi theo chu kỳ. Uh, cứ theo range range từ hồi thời điểm của tháng 10 đến giờ cứ theo range uh, th cổ của PLX nữa thì bắt đầu phục hồi trở lại trong một giai đoạn điều chỉnh giảm từ vùng 60 kéo xuống vùng giá 30 mất khoảng 50 phần okay. thì đó là một số về cái kỳ vọng của điện nước xăng dầu khí đốt ngoài ra anh chị có thể là tập trung thêm những những cái cổ phiếu mà mình đang kỳ vọng cho giai đoạn của tính chu kỳ mới đó là cổ ví dụ như là finance financial thì uh, rõ ràng là mình cũng đã nói về nhóm cổ phiếu ngân hàng rồi đúng không có STB này tăng một cái nhịp tăng rất là mạnh từ trong giai đoạn của thời 17 18 gì đó đã bắt đầu lên rồi. mục tiêu về giá 26 thậm chí là cái vùng này có thể định giá được cao hơn à, chúng ta có cổ nhóm Big Four như VCB chúng ta có BID cũng đều ok cả à, không cả là không bị điều chỉnh giảm quá sâu nhưng mà để giải ngân thì trong giai đoạn này mình cho rằng là một số cổ phiếu đã bắt đầu có dấu hiệu là đang đang cần phải hạ tỷ trọng rồi thật sự là nhìn vào đây thì cũng thể thấy rõ mà À, chúng ta xem từ nhóm cổ phiếu ngân hàng này anh chị sẽ thấy là đấy, những có, cũng có rất nhiều cổ phiếu là, là đã, bắt đầu là có định hướng là hạ tỷ trọng rồi đây ok đó là một số nhìn nhận chung ở trong cái tuần sau về phái sinh thì chúng ta có phần tín hiệu tín hiệu của phái sinh đợt vừa rồi thì ai cũng hơi hơi khá là các bạn khá là mạnh bạo đúng không ạ trong việc hô sọt thì ai dài hạn hô sọt từ 1403 à, các cái lệnh kia thì là, là lãi sọt rồi nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua cái lệnh của sọt của phái sinh hiện tại bạn hô tại 1403 tại ngày hôm qua hôm kia rồi thì hiện tại là đang đang vẫn là giữ lệnh và đang định hướng hướng xuống thì nói chung là ai hô sọt mình đánh giá là cũng cũng khá là mạnh bạo nhưng mà rõ ràng là cái điểm cắt lỗ nó chỉ có khoảng hai point thôi do vậy thì cơ bản là nếu mà trường hợp dạng như là một cái lệnh mang tính là là giải rác từng bước. Nếu mà ổn thì sẽ tiếp tục, còn nếu không thì thôi. Thì mình nghĩ là nó sẽ khá phù hợp với câu chuyện dài hạn. Còn ngắn hạn với dứt sóng thì lại đã, đã bán hết rồi, à, đã chốt lời luôn rồi. Và nói chung là cũng khá ok trong cái nhịp kiện thị trường hiện tại. Ngoài ra thì cũng có cập nhật thêm về các cổ phiếu, à, những cái cổ phiếu nóng, những cổ phiếu mà đã có định giá để anh chị có thể. À, ngoài ra các kịch bản của của thị trường forex nói chung luôn, chúng ta cũng có thể cân nhắc những cái yếu tố này. Okay, uh, cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi bài video của Finasac vào ngày chủ nhật. Uh, rất mong uh, anh chị các bạn sẽ like, share cũng như subscribe cái video này. Đây là một lời động viên rất là lớn dành cho anh em trong đội ngũ. Và nếu anh chị muốn vào room tư vấn thì anh chị chỉ cần lựa chọn uh, cái doanh nghiệp, uh, các đơn vị chứng khoán mà anh chị muốn, anh chị click vào và đăng ký thì ở uh, uh... các bạn ở uh... trong uh... các bạn bên Finasac uh... uh... sẽ cùng đưa chúng ta vào room tư vấn nhé ví dụ như là vào của HSC thì anh chị click vào HSC thì sẽ có cái nền tảng của Finasac của HSC thì anh chị đăng ký tại đây và sau đó thì cũng cũng sẽ được đưa đến cho điều khoản của thị trường à, nói chung là đưa vào room tư vấn Ok à, Cảm ơn ngoài ra anh chị cũng có thể đăng ký học về đào tạo đầu tư tại đây và chúng ta có rất nhiều cái bài tập bài bài học để chúng ta có thể bổ sung thêm về kiến thức ví dụ như là lesson 1 về cái kiến thức vận động và cũng có định cũng có hướng dẫn đầu tư để cho chúng ta có một cái góc nhìn gọi là chứng chạc hơn đầu tư một cách bài bản hơn theo phân tích kỹ thuật cũng như là định giá thị trường nói chung Ok đó là một số nhìn nhận ở trong bài video ngày hôm nay nhé Xin cảm ơn chị các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video tiếp theo Xin chào và tạm biệt ạ